toàn bộ quá trình xảy ra vụ đụng phải giao thông này đã được camera bình yên của ngôi nhà bên đường ghi lại. Cụ thể vào khoảng 15 giờ chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, một cô gái chỉ huy xe máy đang chạy thẳng thì bất thần tấn công lái, rẽ phải khiến xe lưu thông cùng chiều không kịp phản ứng. Hậu quả là hai xe đã xảy ra đụng phải, cô gái trượt xuống đường còn chiếc xe không cần chủ, cứ thế lao thẳng đi một đoạn khá xa, rồi chui vào nhà dân. May mắn là thời điểm đó, trên đường có ít các phương tiện qua lại, nếu không thì không rõ chuyện gì có thể xảy ra. Các vụ tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ việc thanh lịch đường thiếu quan sát chiếm tỷ lệ khá cao, vì thế người nhập cuộc giao thông cần luôn lưu ý, cẩn trọng khi thanh lịch đường, quan sát thật kỹ và xem xét tốc độ. Va chạm giao thông, chiếc xe lao thẳng vào nhà dân bên đường.